Đây lời nói đầu tiên cho phép anh Huy Thành Vật thay mặt đoàn nghệ thuật quần chúng sư đoàn 8 quân khu 9 xin gửi đến quý khu trưởng, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tổ trưởng và toàn thể các đồng chí đến với liên quan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 10 năm 2024. Chúng tôi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 8 rất vinh dự tự hào được viết tiếp bài ca quân khu 9 anh hùng. Chương trình tham gia liên quan gồm các tiết mục ca múa dáng đứng ấp bắc sáng tác nhạc sĩ Đức Phú, sông ca cổ về thăm ấp bắc sáng tác tự biên của đồng chí đại tá Lê Văn Việt, tốt ca nam liên khúc chiến sĩ trẻ miền Tây tiến bước dưới quân kỳ sáng tác nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hùng và nhạc sĩ Doãn Nho. Múa ký ức ngã sáo Bằng Lăng, kịch bản âm nhạc đồng chí trung tá Quỳnh Văn Lượng, song tấu nhạc cụ anh Đoàn Hành Quân sáng tác Huy Du, ca múa hành khúc sư đoàn 8 bài ca quân khu 9 anh hùng sáng tác đồng chí trung tá Quỳnh Văn Lượng. Biểu diễn tập thể cán bộ chiến sĩ và đoàn viên cách nghĩa đơn vị sư đoàn 8. Và bây giờ chương trình thi diễn xin phép được bắt đầu.
nó chuẩn. Em nói là tao chuẩn nó chưa hả?
trách nhiệm của đơn vị chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý hội trưởng, ban tổ chức và toàn thể đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Liên Hoan thành công tốt đẹp.